Rồi, xin chào các em. Tiết trước thì chúng ta đã làm quen với tiết đầu tiên của tiếng Việt lớp 4 về phần thứ nhất đó là luyện đọc. Tiết ngày hôm nay thì như cô đã giới thiệu trước thì tiết này chúng ta sẽ là viết chính tả và một số lưu ý khi mà các em là rèn luyện chính tả ở phần này cũng rất là quan trọng. Và bài chính tả chúng ta tìm hiểu đó là Thế Mền, Bên Vực Kẻ Yếu, trang 56. Thì trong tiết chính tả này các em cần chuẩn bị cho cô có thể là một cái tờ giấy nháp với một cái viết để chúng ta viết những từ khó và một số đoạn cũng như là những lưu ý cần thiết cho các em khi mà các em là viết bài. Xong chưa? Chúng ta chuẩn bị nha. Để đi vào cái bài viết chính tả thì cô nhắc lại một số nội dung cơ bản để cho các em sẽ là hình dung lại trong cái tiết học luyện đọc đầu tiên. Thứ nhất là chúng ta ôn lại cái nội dung cơ bản của là cái đoạn trích Dế Mền, Bên Vực Kẻ Yếu. Các em còn nhớ đoạn trích cho em biết về điều gì không? Đoạn trích cho chúng ta biết về hoàn cảnh Dế Mền gặp chỉ nhà trò và một số nét về cái hình dáng yếu ớt đáng thương của là chỉ nhà trò. Đây là đoạn trích chúng ta sẽ là tập trung để mà đi vào viết chính tả. Các em có thể là đọc lại một lần nữa về cái đoạn trích này nha. Nhìn vào đoạn trích, như cô đã giới thiệu với các em về cách phân đoạn trong cái tiết luyện đọc. Và nhìn vào cái đoạn trích cô trình chiếu đó thì các em thấy là có mấy đoạn văn các em. Đoạn văn thì chúng ta sẽ là tính từ cái dòng đầu tiên phải không? Chứ là sang cái đoạn khác tách ra. Như vậy đoạn trích trên thì có thể thấy ở đây là gồm mấy đoạn văn các em. Đây là đoạn gồm có hai đoạn văn rõ ràng phải không? Mỗi đoạn thì có bao nhiêu câu? Khi cô dạy thì có một số em thì vẫn chưa hiểu được câu là như thế nào và cách để nhận diện câu và đếm câu như thế nào. Một số em thì rất là giỏi rồi, còn một số em cái phần này do là chúng ta đang ở kiến thức tiểu học cho nên nhiều em chưa tập trung lắm, cũng chưa nắm được cái câu hỏi cũng như là về các loại câu và đánh dấu hiệu nhận biết câu là gì. Thì cô lưu ý gợi ý cho các em câu đó là chúng ta sẽ là bắt đầu bằng cái dấu hiệu dễ dàng nhất, đó là kết thúc câu là bằng một dấu chấm. Vậy thì nhìn vào dùm cô, đoạn 1, đoạn 2 thì gồm bao nhiêu câu các em? Thứ nhất là trong cái đoạn văn thứ nhất gồm có hai câu đó nè. Câu thứ nhất: một hôm qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Câu thứ hai: đi vài bước nữa tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội, là trong đoạn văn thứ nhất. Và đoạn 2 là chúng ta gồm có 4 câu. Câu thứ nhất: chỉ nhà trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột. Câu thứ hai: chỉ mặc áo thâm dài, đôi môi đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non lại ngắn chuồn chuồn. Câu thứ ba: hình như cánh yếu quá chưa quen mở, mà dù cho có khỏe cũng chẳng bay được xa. Và câu cuối cùng đó là: tôi đến gần chỉ nhà trò vẫn khóc. Các em nhớ về cái dấu hiệu và cách nhận biết câu chưa nào? Rồi, câu hỏi thứ ba. Theo các em thì trong mỗi cái đoạn trích có những chữ nào phải viết hoa và vì sao là viết hoa? Vậy kiến thức này các em lưu ý trong cái phần tiếng Việt 4 về cách viết hoa của chữ rồi phải không? Viết hoa thứ nhất đó là đối với các cái danh từ riêng, các cái địa danh phải không? Và viết hoa về cái đầu câu. Vậy thì trong hai đoạn trích này thì những cái chữ mà chúng ta cần phải viết hoa đó là những chữ nào đấy các em? Thứ nhất là chữ một, trong cái chữ một M nè. Rồi thứ hai là đi nè, âm đờ nè, rồi nhà trò nè, tên nè, chỉ nhân vật nè, rồi chỉ nhà trò, chỉ hình đầu câu phải nè, rồi tôi và chị nhà trò. Đó, đó là những chữ mà các em phải viết hoa. Vậy thì vì sao phải viết hoa các em? Sở dĩ viết hoa là vì đây là những cái chữ đầu câu nè, chữ đầu đoạn hoặc là những chữ ghi tên riêng nên yêu cầu chúng ta phải viết hoa.
Như vậy khi mà chấm chính tả thì giáo viên sẽ chú ý những phần này để cho điểm. Các em dù có viết đẹp nè, viết nhanh như thế nào nữa mà các em viết không đúng thì cũng phải trừ điểm, phải không? Thì khi viết chính tả thì các em phải chú ý phần này cho cô nha. Rồi, một số cái từ ngữ khó hoặc là một số âm mà các em hay nhầm lẫn và dễ viết sai thì cô cũng phân tích kỹ hơn và nhắc nhở để trước khi chúng ta đi thực hành nha. Thứ nhất đó là từ cỏ xước. Đó chúng ta chú ý cho cô cái vần ước. Rồi tỉ tê, vần y với là vần e. Đó. Chùn chùn, vần un, un. Đó. Những cái màu đỏ đó là những cái âm, những vần mà các em cần lưu ý khi mà các em viết cho đúng và chính xác nha. Rồi các em có thể là lấy giấy và viết của mình để viết lại những cái chữ này cho cô được chưa? Cỏ xước, sau coi lại coi có đúng không nha. Rồi tỉ tê và chuồn chuồn, ba cái từ này có lẽ là các em mai mốt có lặp lại đi nữa thì chắc chắn cô tin rằng các em cũng không có thể viết sai được, phải không nào? Rồi trước khi đi vào chúng ta viết bài thì cô nhắc lại chút xíu nữa về cái tư thế các em ngồi viết và cách cầm bút. Thì những cái điều này các em đã được các giáo viên bắt đầu vào lớp 1, có thể là ở một số trường mầm non á, thì thầy cô cũng giới thiệu cái phần này cho các em rồi, phải không nào? Về cái tư thế ngồi viết để chúng ta tạo thói quen. Nếu mà các em không tạo được thói quen này, sau này sẽ rất là khó sửa, phải không nào? Lưng phải thẳng nè, không tì ngực vào bàn, đầu chúng ta hơi cúi, mắt vỡ khoảng 25-30cm, tay phải chúng ta cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vỡ để giữ, phải không nào? Và thứ hai là điều tiếp theo đó là hai chân thì phải để song song và thoải mái nha. Cách cầm bút thì đặc biệt nếu mà các em không tạo thói quen từ cấp 1, khi mà các em lên cấp 2 sẽ rất là khó sửa, các em sẽ hư các cái nét chữ ngay. Thì chú ý cho cô cách cầm bút là bằng ba ngón tay, đó là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Khi viết thì dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút thì nghiêng bên phải cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động một cách mềm mại và thoải mái. Và đặc biệt là chúng ta không nên cầm bút bằng tay trái nha các em. Đó là những lưu ý các em cần chú ý nha. Rồi các em chuẩn bị chưa? Chúng ta đi vào bài viết chính tả nha các em. Các em chuẩn bị tập 5 ô ly vào cái viết. Thì có thể là các em viết bằng viết mực lớp 4, chúng ta có thể dùng viết mực rồi hoặc là viết bi ha. Thì tùy theo các em. Đây là thời gian cho các em luyện chữ của mình, phải không? Biết đâu chừng trong những tiết này sẽ giúp ích cho các em đi thi chữ đẹp thì sao, phải không? Rồi, tế mền binh vực kẻ yếu. Chúng ta sẽ viết bắt đầu từ một hôm cho tới là chị nhà trò vẫn khóc. Muốn viết đúng, viết đẹp như vậy các em cố gắng xem lại một lần nữa cho cô với hai cái đoạn văn này nha. Rồi, các em chuẩn bị chưa? Bắt đầu chúng ta sẽ viết nha các em. Rồi, cô sẽ đọc và các em không có nhìn nữa mà chúng ta viết để chúng ta dò lại coi mình đúng những chữ mà cô đã lưu ý chưa cho các em đi nha. Rồi, bắt đầu. Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị nhà trò đã bé nhỏ, lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột. Dếp chỉ mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chỉ nhà trò vẫn khóc. Rồi, đó là cái phần mà các em chú ý để chúng ta viết bài nha các em. Như vậy các em có thể dò lại cái đoạn văn mà các em viết xem đã đúng
theo yêu cầu về diễn tả chưa, viết đẹp, viết đều, viết đúng chưa nha. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần 2 là phần thực hành. Đây cũng là phần rất là quan trọng khi mà các em biết phân biệt chữ cao âm để mà viết đúng diễn tả. Như vậy do cái vùng miền, văn hóa vùng miền khác nhau, do chúng ta phát âm cho nên dễ dẫn đến sai một cái số âm, đặc biệt là phụ âm đầu. Thì tiết thực hành này sẽ giúp cho các em cố gắng hạn chế tối đa đến cái việc mà chúng ta sai diễn tả. Rồi các em chuẩn bị chưa? Chúng ta đi vào bài thực hành thứ nhất nha các em. Bài 1, điền vào chỗ trống. Các em chọn là L hay là N trong cái đoạn văn sau. Không thể, đây chúng ta chọn dùm câu. Đối với là những âm này thì phụ âm đầu là phù hợp nhất nha. Ảnh chỉ bỏ chấm với bất cứ người nào khác. Chỉ có một thân hình ở nang rất cân đối, hai cánh tay béo. Phụ âm L hay N trong phần ảnh này nè. Rồi chắc gì, đôi mày không tỉa bao giờ, mọc xòa tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi. Rồi các em chú ý giùm cô coi các em điền đúng chưa nha. Rồi chúng ta có cái thứ nhất. Ở đây chúng ta sẽ điền phụ âm gì các em? Đó là L của nè, lãnh. Rồi thân hình nở nang. Cánh tay gì đây? Cánh tay béo lãnh. Chắc gì? Chắc nịch, âm N. Rồi đôi lông mày. Rồi mọc gì? Lòa xòa tự nhiên. Làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi. Như vậy các em ghi đúng chưa? Đây là những cái phụ âm mà các em hay lẫn lộn đó, đặc biệt là những người ở miền Bắc đó các em. L và N hay là nhầm lẫn và viết sai, thì các em chú ý nha. Rồi chúng ta chuyển sang nội dung bài tiếp theo. Giải câu đố. Ai nhanh trí, nhanh mắt chúng ta giải giùm cô. Các em tìm giùm cô tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng L hoặc là N trong cái câu thơ sau. Muốn tìm Nam Bắc Đông Tây, nhìn mặt tôi sẽ biết ngay hướng nào. Như vậy bắt đầu bằng phụ âm L và N ứng với là câu thơ này thì theo các em đây là cái gì các em? Cô chắc chắn là nhiều em đã đoán đúng rồi ha. Đó là cái la bàn. Đây là hình ảnh của la bàn nè. Chúng ta dò các cái phương hướng này, đặc biệt là những người nào mà lỡ đi lạc vào rừng sâu mà có la bàn này là dễ dàng lắm nè. Rồi với câu cái thứ hai. Giải câu đố sau. Các em tìm cho cô tên một loài hoa có vần an hoặc là vần an. Hoa gì trắng xóa núi đồi, bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân. Đọc tới đây nhiều em sẽ nhầm lẫn với là hoa mơ hoặc là hoa mảnh, phải không nào? Và khi mà có đáp án tới cái loài hoa này, cô tin là nhiều em sẽ rất là bất ngờ. Có thể có nhiều em biết, nhưng mà có thể là một số em mới biết, bắt đầu biết sau cái câu hỏi này, phải không nào? Đây là hoa ban, có bình an nào. Đây là hình ảnh của hoa ban và nó sẽ là đặc trưng tiêu biểu cho cái miền núi ở phía Bắc đó. Và thường là nở vào mùa xuân, đặc biệt là vào tháng 3.